sư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài gì? Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2018 và cũng là chương trình lần thứ 889 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Trong cuối tuần của lễ tạ ơn, chúng tôi xin kính chúc gia đình của quý vị được mọi sự bình an, vui vẻ và đầy ơn Thánh Chúa. Xin kính mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Tháng Thánh Giuse gồm có ngày thứ 10, ngày 11, ngày 12 và ngày 13. Xin kính mời quý vị theo dõi. Chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria đã thương chúc phúc cho các chương trình radio, nhóm thực hiện chương trình radio Giờ của Mẹ và ban biên tập của website memaria.org và memaria.net. Chúng con xin cảm tạ quý vị linh mục và quý vị cộng tác viên đã ưu ái gửi những bài viết cho chúng con. Đặc biệt xin cảm tạ các anh chị em trong nhóm thực hiện chương trình phát thanh Giờ của Mẹ và các ban biên tập đã hy sinh nhiều công sức và thời gian để phục vụ mọi người. Xin cảm tạ quý ân nhân đã yểm trợ cho Radio Giờ của Mẹ và quý ân nhân quỹ xã hội đã thương yêu gửi quà tặng cho những người nghèo khổ và các trẻ mồ côi tại các giáo xứ, tu viện, hội dòng công giáo tại Việt Nam. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả và quý độc giả đã thương yêu cho phép chúng tôi được phục vụ quý vị qua những bài viết, audiobook và các chương trình phát thanh radio. Nguyện xin Chúa chúc lành cho gia đình quý vị được luôn bình an, đầy tình yêu và niềm vui. Xin quý vị vui lòng tiếp tục cầu nguyện cho các anh chị em chúng tôi và gia đình của chúng tôi để mọi người có thêm sức khỏe, sức mạnh và ơn Thánh Chúa, hầu hoàn thành sứ vụ truyền thông trong thế giới tục hóa này. Xin cảm ơn quý vị. Ngày mùng 10, về ông Thánh Giuse đem Đức Mẹ và Đức Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập. Ông Thánh Giuse và Đức Mẹ mới đem Đức Chúa Giêsu ở thành Bethlehem về thành Nazareth được một ít lâu, đang bằng yên, bỗng nửa đêm thấy Thánh Thiên Thần hiện đến đánh thức ông Thánh Giuse và bảo rằng: "Hãy trỗi dậy đem hai mẹ con trốn sang nước Ai Cập cho mau kịp, kẻo nay mai Ê-rô-đê sẽ tìm giết Đức Chúa Giêsu. Ôi, Đức Chúa Cha định cho Đức Chúa Giêsu là con nuôi ông Thánh Giuse, cùng là Chúa Trời đất phép tắc vô cùng, phải trốn đi cho khỏi tay vua thế gian. Như kẻ yếu đuối thì biết người thử lòng tin ông Thánh Giuse là dường nào. Nhưng ông Thánh Giuse chẳng có để trí nghi nan chút nào, cùng chẳng có hỏi han Thiên Thần điều gì, một ấm bế Đức Chúa Giêsu mà trốn đi ngay tức thì, làm một cùng sớ thánh Đức Mẹ. Ai kể được cho xiết ông Giuse đem Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà trốn sang nước Ai Cập phải vất vả khổ sở thế nào? Đàng xá xa xôi, hiểm trở, khó đi, hai ông bà thiếu thốn mọi sự, chẳng có lương thực ăn đàng. Ông Thánh Giuse phải đi ăn xin mà nuôi Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ, chẳng có nhà mà đổ, đêm phải trú trong hang hốc hay ngồi dưới gốc cây
liều mình phải muôn giữ cắn chết, Đức Mẹ mới sinh nở. Hãy còn non nớt yếu đuối, mệt nhọc đau chân, đi chẳng được. Chẳng ai nói hết được ông Thánh Giuse phải khó khăn thiếu thốn, chịu người Ai Cập dề xuôi trong 7 năm, người phải lánh ở nước ấy. Có nhiều lần Đức Chúa Giêsu khóc lóc đòi ăn, mà ông Thánh Giuse chẳng có cơm cho người ăn. Lại khi ông Thánh Giuse xem thấy dân Ai Cập bỏ chính đấng sinh nên muôn vật mà thờ lạy bụt thần ma quỷ, thì càng lo buồn khốn cực hơn nữa. Song người chẳng kêu rêu trách móc hay ngã lòng trông cậy, một cứ vững vàng chịu mọi sự khó bằng lòng. Khi thấy ông Thánh Giuse và Đức Chúa Giêsu phải chịu khó làm vậy mà ta lấy làm lạ chẳng hiểu, thì ta phải biết rằng Đức Chúa Giêsu xuống thế làm người, đã dùng lấy thánh giá mà chuộc tội thiên hạ, nên người vừa mới sinh ra liền vác thánh giá và muốn ông Thánh Giuse cùng rất thánh Đức Mẹ vác thánh giá ngay để giúp việc chuộc tội thiên hạ. Vậy ta phải vui lòng vác những thánh giá Chúa đã định cho ta mang, vì thánh giá là dấu chỉ những kẻ Đức Chúa Trời thương xem và đã chọn cho được rỗi linh hồn, cùng là chìa khóa mở cửa thiên đàng ra cho người ta nữa. Xưa Thánh Phanxicô giám mục quen nói, ta phải sẵn lòng vác những thánh giá Đức Chúa Trời đã định cho ta vác, vì những thánh giá ấy quý trọng hơn vàng bạc của cải nhiều phần. Lạy ông Thánh Giuse, xưa đã đem Đức Chúa Giêsu trốn sang nước Ai Cập đưa người đi, lại đưa người về bằng yên vô sự, thì xin ông Thánh Giuse dẫn chúng tôi đi đàng 10 sự răn, đừng để cho chúng tôi lạc đàng chính, là phạm tội mất lòng Đức Chúa Trời bao giờ. Xin gìn giữ chúng tôi cho khỏi mọi sự hiểm nghèo, phần hồn, phần xác, lại thêm sức mạnh cho chúng tôi được đi đến quê thật là nước thiên đàng, hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Amen. Thánh tích. Trong xứ kia về nước Pháp, có một nhà hai vợ chồng giàu có ngoan đạo lắm, song phải sự khốn khó cả thể, vì hễ vợ sinh con nào thì đứa con ấy liền chết ngay khi còn ở trong lòng mẹ, không kịp chịu phép rửa tội. Các thầy thuốc hội nhau bàn luận rằng tại ngũ tạng người đàn bà ấy có tật nên chẳng bao giờ trông gì sanh con sống như người ta được. Hai vợ chồng thấy các thầy thuốc nói thì tin thật chẳng còn có thuốc nào chữa được, thì lấy lòng sốt sắng kêu van Đức Chúa Trời, hoặc là thánh ý người định cho những đứa con mình sinh ra không được sống, thì ít là xin cho nó được chịu phép rửa tội. Nhưng dù hai vợ chồng cầu xin kêu van cũng chẳng được. Trong 5 đứa con hai vợ chồng ấy sinh ra thì đã chết cả 5 khi còn trong lòng mẹ, chẳng đứa nào được chịu phép rửa tội. Hai vợ chồng buồn bã quá, hầu như đã ngã lòng. May có một người chị em họ hàng đã vào nhà dòng nữ từ thuở bé, nghe thấy hai vợ chồng phải tai nạn làm vậy, liền viết thư bảo hai vợ chồng lấy lòng trông cậy cầu xin ông Thánh Giuse, chắc người sẽ bầu cử cho được như ý mình sở cầu, chẳng sai. Hai vợ chồng ấy cùng kế chẳng còn biết làm sao, thì nghe lời bà ấy, hợp một lòng một ý với nhau cầu xin kêu van ông Thánh Giuse. Mà chẳng khỏi bao lâu, người vợ sinh được một đứa con tốt lành khỏe mạnh và bật tên con là Giuse. Và để thiên hạ được biết tỏ đứa bé ấy là ơn ông Thánh Giuse ban cho, nó đã sinh ra ngày mùng 6 tháng ông Thánh Giuse. Từ bấy giờ về sau, chẳng những hai vợ chồng ấy mà các bồn đạo miền ấy được thêm lòng trông cậy, lòng kính mến ông Thánh Giuse. Ngày thứ 11, về việc ông Thánh Giuse làm và cách người ăn ở trong nhà Nazareth. Vua Herode chết, Thánh Thiên Thần
Hiện đến cùng ông Thánh Giuse đang ở nước Ai Cập mà bảo rằng: "Hãy đưa hai mẹ con về quê nhà, vì kẻ tìm giết Đức Chúa Giêsu rầy đã chết rồi." Ông Thánh Giuse vâng lời Thánh Thiên Thần đưa Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ về thành Nazareth. Ở nhà xưa, Thánh Thiên Thần Gabriel đã hiện đến truyền tin cho Đức Mẹ, và Đức Mẹ đã chịu thai con Đức Chúa Trời. Trong 23 năm, ông Thánh Giuse ở nhà Nazareth là một cùng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Người vốn làm nghề thợ mộc, làm những việc thường, chẳng làm việc gì cả thể lớn lao cho người ta trông vào, và nổi tiếng tâm bề ngoài. Ai xem thấy người thì ngờ là thợ thuyền cũng như các thợ khác, chuyên cần nghề nghiệp mình, cùng chịu khó làm đêm làm ngày để kiếm của nuôi vợ con mình thôi. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, ông Thánh Giuse là đấng trọn lành, đầy ơn đầy phúc, cùng là đấng thánh cả. Vì dù các việc người làm là việc thường việc hèn, nhưng người làm những việc ấy có ý ngay lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời mà thôi. Cho nên các việc ấy hóa nên việc trọn lành, việc có công trọng trước mặt Đức Chúa Trời thay thảy. Ông Thánh Giuse rất khiêm nhường, chuyên một sự tập đi đàn nhân đức và làm việc lành bậc mình cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, chẳng có cầu danh, không ước ao cho được tiếng trọng trước mặt người ta chút nào. Người yêu ở nhà làm việc nghề nghiệp mình có khi có lẽ rất cần, như đi lễ thành Jerusalem hay việc khác cần mới đi. Nếu chẳng có việc rất cần, người chỉ ở nhà là một cùng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ, soi gương bắt chước nhân đức hai đấng. Vậy ta phải soi gương ông Thánh Giuse mà làm các việc phải làm mọi ngày, vì sự nên trọn lành nên thánh không tại làm những việc trọng, một tại làm các việc ta thường làm mọi ngày, có ý ngay lành và có ý đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hễ việc nào ta làm chẳng có ý ngay lành và không dâng cho Đức Chúa Trời thì không được công phúc, chẳng làm ra ích cho ta. Ta cũng phải bắt chước ông Thánh Giuse mà ưa ở nhà làm mọi việc lành, đừng đi chơi bời trò chuyện nhà nọ nhà kia, thì ta sẽ tránh được nhiều dịp tội lỗi. Lạy ông Thánh Giuse, khi chúng tôi suy đến những gương sáng nhân đức người đã làm đủ 23 năm ở trong nhà Nazareth, thì chúng tôi lấy nhà người làm trọng hơn đền đài, lầu các vua chúa, vì là nơi xưa người đã tạm trú và khó nhọc, đã cầu nguyện cùng thờ phượng Đức Chúa Trời Liên. Thật là chốn bằng in, là nhà có phúc, xin người bầu cử cho chúng tôi được làm các việc chúng tôi thường làm mọi ngày, có ý ngay lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Lại xin cho chúng tôi được lãnh sự, chơi bời, trò chuyện, bầu bạn với người ta, và ưa ở một mình vắng vẻ, cho dễ nói khó cùng Đức Chúa Trời, mà nghe lời Đức Chúa Trời soi sáng, phán bảo chúng tôi. Amen. Thánh tích: trong nước Pháp có một người con gái nên 17 tuổi phải bệnh bất toại, chẳng đứng lên, không đi lại được bước nào. Cô ấy vốn có lòng trông cậy kính mến ông Thánh Giuse và hằng kêu van cầu xin ông Thánh ấy chữa mình cho đã. Đến năm 1865, trong tháng ông Thánh Giuse, cô càng có lòng trông cậy vững vàng hơn mọi khi, lại xin các nhà dòng, các nhà trường gần đấy hợp một ý một lòng cùng mình mà cầu xin ông Thánh Giuse đủ một tuần 9 ngày. Đến ngày 19 cũng là ngày lễ ông Thánh Giuse, cô cậy người khiêng cô vào nhà thờ để xem lễ, cùng chịu lễ kính ông Thánh Giuse. Cô tin thật, ngày hôm ấy ông Thánh Giuse sẽ chữa bệnh cô. Khi xem lễ cùng chịu lễ và cảm ơn, đoạn cô lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, kêu van trước bàn thờ ông Thánh Giuse một lúc lâu. Song bệnh cô vốn cũng cứ nguyên như trước, chẳng chuyển không bớt chút nào, cho nên người ta lại khiêng cô về nhà.
Độ nửa buổi, bỗng không, cô thấy lòng mình ước ao muốn khỏi bệnh hơn mọi khi, liền kêu van thầm thì trong lòng. Đoạn lấy lòng sốt sắng ngắm bảy sự đau đớn và bảy sự vui mừng ông Thánh Giuse. Cô ngắm vừa xong, ông Thánh Giuse làm phép lạ chữa cô ngay tức thì. Cô đứng dậy đi lại trong nhà, cha mẹ anh em thấy làm vậy mừng quá, liền sấp mình xuống tạ ơn ngợi khen ông Thánh Giuse. Từ bấy giờ về sau, người con gái ấy khỏe mạnh, đi lại làm mọi việc, chẳng còn có thấy dấu bệnh tật bất toại nữa. Ngày thứ 12, về ông Thánh Giuse lạc mất Đức Chúa Giêsu, khỏi 3 ngày lại tìm thấy người. Ông Thánh Giuse cùng Đức Mẹ hàng năm đi lễ thành Jerusalem. Khi Đức Chúa Giêsu đã lên 12 tuổi, cùng đi lễ với ông Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria. Có một lần lễ xong, hai ông bà trở về, còn Đức Chúa Giêsu ở lại, mà ông Thánh Giuse cùng Đức Mẹ không biết, ngờ là người về với anh em quen thuộc. Vì theo thói nước Do Thái, khi đi xem lễ cùng khi đã xem lễ rồi mà về, thì người ta quen đi từng bọn, đàn ông đi bọn đàn ông, đàn bà đi bọn đàn bà, không được đi lộn lạc với nhau. Còn trẻ con, chẳng kỳ nam nữ, muốn đi với bọn đàn ông hay đi với bọn đàn bà cũng được. Ông Thánh Giuse không thấy Đức Chúa Giêsu đi với mình, thì ngờ rằng người đi với Đức Mẹ, còn Đức Mẹ thấy vắng con, lại tưởng người đi với ông Thánh Giuse. Hai ông bà đã về được một ngày đường, đến tối vào nhà trọ, không thấy Đức Chúa Giêsu, mới lấy làm lo buồn đau đớn, liền đi hỏi thăm anh em họ hàng, cùng những người quen thuộc. Xong hỏi thăm hết mọi người, tìm các nhà người đi lễ quen trọ, cũng chẳng thấy Đức Chúa Giêsu đâu. Ông Thánh Giuse cùng Đức Mẹ thấy lạc mất Đức Chúa Giêsu thì đau lòng cực trí, khóc lóc chảy nước mắt ra liên. Khi ông bà đã đi tìm Đức Chúa Giêsu 3 ngày thì mới thấy người ở trong đền thờ thành Jerusalem. Ôi, ai kể được cho xiết, ông Thánh Giuse tìm Đức Chúa Giêsu thì lấy làm mừng rỡ dường nào. Ắt là khi lạc mất Đức Chúa Giêsu, người đã lo buồn khóc lóc hơn bao nhiêu, đến khi tìm thấy thì được vui vẻ mừng rỡ hơn bấy nhiêu. Vậy khi ta phạm tội trọng thì lạc mất Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu lìa bỏ ta ngay tức thì, và ma quỷ liệt nhập vào lòng ta mà làm Chúa cai trị thay vì Đức Chúa Giêsu. Ôi, tội trọng khốn nạn làm thiệt hại dường nào, vì nó làm cho ta mất ơn mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu, là nguồn mạch mọi sự tốt lành, là ngàn phúc mọi phúc thật, làm cho người ta mất hết mọi công nghiệp. Những việc lành phúc đức ta làm xưa nay cùng mất phúc thiên đàng nữa, chẳng những là tội trọng làm cho mất hết mọi công nghiệp ta đã lập trước, mà còn làm cho ta chẳng còn lập công nghiệp về đời sau nữa. Vì bao lâu ta còn mắc tội trọng, dù có hãm mình ăn chay cùng làm việc lành hơn các thánh xưa, cũng chẳng được công phúc gì về đời sau. Khi đã được sự khốn nạn làm vậy, ta phải bắt chước ông Thánh Giuse mà lo buồn khóc lóc chảy nước mắt ra, và đi tìm Chúa Giêsu mãi cho đến khi lại thấy người, nghĩa là phải lo buồn ăn năn ghét tội, dốc lòng chừa thật cùng xưng tội ấy ra cho kiếp, thì ta sẽ thấy Đức Chúa Giêsu và sẽ lại được ơn nghĩa cùng người. Lạy ông Thánh Giuse, xin ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con được hàng giữ mình luôn, đừng ngã phạm tội trọng lạc mất Đức Chúa Giêsu bao giờ. Mà hoặc chẳng may chúng con có phạm tội trọng lạc mất Đức Chúa Giêsu lần nào, thì xin ông Thánh Giuse thêm sức cho chúng con được vững lòng tìm lại Đức Chúa Giêsu,
cho đến khi lại thấy người. Amen. Thánh Tích có một người con trai còn ít tuổi, chữ nghĩa thông thái, lại là con nhà sang trọng giàu có. Nhưng anh ta khô khan nguội lạnh và rượu chè cờ bạc trai gái đủ mọi thứ tội. Cha mẹ anh em khuyên bảo hết sức nhưng vô ích. Anh ta không nghe lời dạy dỗ bảo ban, cùng ra như đã quyết liều mình mất linh hồn. Bà mẹ là người đạo đức sốt sắng, thấy con mình hư quá làm vậy thì lấy làm buồn bã đau đớn. Đêm ngày hằng xin Đức Chúa Trời mở lòng cho con ăn năn trở lại. Nhưng người con trai ấy vốn cứ theo tính xác thịt, chẳng chừa bớt tội lỗi chút nào. Bà mẹ không còn biết làm thế nào, thì kêu van cùng dâng việc lành nhân đức, cầu xin ông Thánh Giuse đủ 1 tuần 9 ngày. Song dù bà ấy hãm mình ăn chay và cầu nguyện sốt sắng trong bấy nhiêu ngày mặc lòng, người con trai ấy cũng cứ cứng lòng mãi, chẳng tỏ ra dấu gì muốn chừa cãi. Bà mẹ thấy vậy cũng chẳng ngã lòng, một lòng kêu van ông Thánh Giuse mãi, mà ép lòng ông Thánh Giuse ban những sự mình cầu xin. Nhân dịp tháng ông Thánh Giuse đã đến, bà ấy càng làm nhiều việc lành phúc đức và càng thêm lòng sốt sắng cầu nguyện hơn mọi khi. Bà ấy chẳng có trông cậy vô ích, vì chính ngày lễ ông Thánh Giuse, con bà ấy ra dấu mềm lòng, và khỏi mấy ngày thì anh ta ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời cho thật lòng. Chẳng những anh chừa mọi tội lỗi, bỏ các nết xấu thói cũ, mà còn nên người sốt sắng vào dòng Đức Mẹ núi Camelo, là dòng nhặt phép lắm, cùng nổi tiếng là người đạo đức thông thái trong dòng ấy nữa. Ngày thứ 13. Về ông Thánh Giuse yêu mến Đức Chúa Giêsu. Khi Đức Chúa Thánh Thần lấy một chút máu cực thánh cực sạch trong lòng rất thánh Đức Bà mà làm nên xác Đức Chúa Giêsu, thì cũng một lúc ấy người ban cho ông Thánh Giuse được lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu hơn cha mẹ phần xác yêu mến con mình bội phần. Vốn Đức Chúa Cha yêu mến Đức Chúa Con vô cùng, vậy cứ lời nhiều đấng thánh dạy, Đức Chúa Cha thông lòng người yêu mến Chúa Con, cho ông Thánh Giuse hơn cha mẹ yêu dấu con mình bội phần, lại người yêu mến cách thanh sạch, cách thiêng liêng, cũng như Đức Chúa Cha yêu mến Đức Chúa Con vậy. Và khi ông Thánh Giuse xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu đẹp đẽ tốt lành hơn mọi người, nghe thấy lời Đức Chúa Giêsu nói năng khôn ngoan phải lẽ, thấy cách ăn ở Đức Chúa Giêsu hiền lành hòa nhã, thấy Đức Chúa Giêsu có nhân đức trọn lành phi thường, và càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, càng thêm khôn ngoan trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt người ta, thì ông Thánh Giuse càng yêu mến Đức Chúa Giêsu một ngày một hơn. Lòng ông Thánh Giuse yêu mến Đức Chúa Giêsu sánh ví như lửa người ta càng thêm củi vào thì càng cháy, càng bốc lên to. Chẳng những ông Thánh Giuse yêu mến Đức Chúa Giêsu trong lòng mà còn tỏ lòng mến người ra bề ngoài nữa. Đừng kể Đức Mẹ, chẳng có đấng thánh nào khó nhọc vì Đức Chúa Giêsu bằng ông Thánh Giuse. Người đã khó nhọc đi đàng xa xôi nguy hiểm sang nước Ai Cập để cứu Đức Chúa Giêsu cho khỏi tay vua Herode, đã đưa Đức Chúa Giêsu đi, đưa Đức Chúa Giêsu về bằng yên vô sự, đã khó nhọc vất vả trọn đời cho được coi sóc nuôi nấng Đức Chúa Giêsu, cùng đã hết lòng lo liệu mọi sự cho Đức Chúa Giêsu, chẳng còn thể tỏ ra lòng mến Đức Chúa Giêsu hơn được nữa. Ta phải biết sự kính mến Đức Chúa Giêsu cho thật lòng là ở tại sự bỏ ý riêng mình mà vác thánh giá và chịu khó chịu nhọc vì Đức Chúa Giêsu. Như lời người đã dạy rằng, ai có lòng mến ta phải bỏ mình ra, vác thánh giá mà hằng theo ta.
Sự kính mến Đức Chúa Giêsu và sự chịu khó vác thánh giá là hai sự hằng đi làm một với nhau liên, không lìa nhau được. Kẻ chẳng sẵn lòng chịu khó, chẳng chịu vác thánh giá, thì làm đầy tớ Đức Chúa Giêsu là đấng đã chịu đóng đanh vào thánh giá, làm sao được? Lạy Đức Chúa Giêsu, những kẻ làm đầy tớ Chúa tôi, cho được ăn mày mọi sự vui vẻ, mọi sự yên ủi, thì nhiều. Nhưng những kẻ làm đầy tớ cho được vác thánh giá và theo chân Chúa tôi thì ít là dường nào. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu lòng lành vô cùng, Chúa tôi đã chịu nạn chịu chết vì lòng thương loài người ta, mà người ta chẳng muốn chịu khó vác thánh giá cho được trả nghĩa Chúa tôi. Vậy chúng con chẳng dám bất nhân bất nghĩa thể ấy, chúng con quyết chí dốc lòng chịu khó vác thánh giá để mà kính mến trả nghĩa Chúa con hết lòng hết sức cho đến trọn đời. Xin Chúa ban ơn ấy cho chúng con vì công nghiệp ông Thánh Giuse. Amen. Thánh tích: bà Cecilia là người dòng nữ, quê thành Milan, có lòng kính mến ông Thánh Giuse cách riêng, cùng quen ăn chay các ngày thứ tư kính người, nên bà ấy được ông Thánh Giuse ban nhiều ơn. Ta chẳng có thể kể ra đây hết những ơn ấy được, chỉ kể một ơn này thôi. Có một lần bà ấy chạy đi làm một cùng hai ba chị em khác sang nước Sicilia viếng nhà thờ Đức Mẹ. Các bà ấy viếng nhà thờ Đức Mẹ rồi, khi trở về nửa đường thì người chở thuyền có lòng độc ác, bỏ các bà ấy lên trên bãi biển giữa đêm tối tăm. Các bà ấy ở một mình nơi thanh vắng, xa làng mạc cửa nhà người ta, chẳng biết đường nẻo mà đi, cũng chẳng biết hỏi thăm ai được, thì lúng túng lo buồn sợ hãi lắm. Đang khi các bà ấy ngồi khóc đấy, thì xảy thấy một người già đẹp đẽ, mặt mũi hiền lành đến chào các bà ấy, cùng hỏi tại sao buồn bã khóc lóc. Ông ấy nghe thấy các bà kể duyên do sự mình lo buồn thì nói: các bà hãy yên lòng yên trí, chớ lo buồn làm chi. Đây ta đã biết tỏ nhà các bà ở, ta sẽ đưa các bà về đến nhà bằng an. Mà bởi các bà không có người phụ giúp, thì đây có một người trai trẻ sẽ mang đồ cho các bà. Các bà mừng rỡ lắm, cũng chẳng biết lấy lời nào mà cảm ơn ông ấy cho xứng đáng. Ông già cứ lời đã nói đưa các bà ấy về đến nhà dòng bằng yên vô sự. Khi vừa đến cổng ngoài, ông già chào chị em vội vàng rồi biến đi mất. Bà Cecilia cùng chị em lấy làm lạ, chẳng biết nghĩ sao. Nhưng khỏi mấy ngày, Đức Chúa Trời tỏ ra cho bà biết rằng ông lão đã đưa đường cho chị em là ông Thánh Giuse, và người mang đồ là thiên thần bạn mệnh bà ấy. Từ bấy giờ bà Cecilia càng thêm lòng sốt sắng, kính mến ông Thánh Giuse hơn khi trước. Thưa quý thính giả, chương trình radio Giờ Của Mẹ tuần này được sự bảo trợ của chủ nhân hai nhà hàng Broda và nhà hàng Cơm Chay Lotus 714-643-9271. Nhà hàng Cơm Chay Lotus tọa lạc tại địa điểm cũ của nhà hàng Broda tại thành phố Garden Grove. Xin kính mời quý vị ủng hộ cho hai nhà hàng Broda và Lotus Vegetarian Restaurant. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.